cứ gọi ông là gì đây? À, tôi hay gọi là gì? Cứ gọi em Kumi đi. 200 trận đồng một. Ngày chơi 9 tiếng, thua 10 thắng 1. Ông chơi 200 trận. Ngày chơi 9 tiếng thua. Ngày chơi 9 tiếng là ông còn cố gắng hơn tôi rồi đó. À. My own threat. I'll handle this. Fake killing. Cutting through a thousand touches. Yeah. I'm back. What the fuck? Whoa, hit that. Why you also get the kill the other day? The hell? I don't know. What the world? 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 Last player standing. Chắc cơ mà không được. 200 IQ thế mà. Bắn tiếp. Ồ, bên đầu. Spike is down. One enemy remaining. Spike down mid. Qua xe. Có đứa B. Last player standing. Nó có đứa B mà. Nó nhảy lên window vậy. Window. Ôi, Ruru, bách thai bên. Ôi, Ruru, bách thai bên. Next. Last player standing. Hello there. Oh, wow. They are so dead. I love this guy. Hello. Kumi được bút và bắn hay thế. Đây lúc tỏa sáng đó. Dục dựng phong độ nha. Ai gì gì. Defenders win. À, chứ tại vì không phải là rank nên Kumi không đánh hết sức thôi, hiểu không? Chứ Kumi mà vô rank cái này Kumi 3 lần ace liên tục nữa. Chứ Kumi mà vô rank cái này Kumi 3 lần ace liên tục nữa. Sleep with his wife.